Trước những vướng mắc hạn chế liên quan đến giải phóng mặt bằng tại các công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã đề ra kế hoạch chi tiết, cụ thể, lộ trình giải quyết tháo gỡ khó khăn, hoàn thành từng hạng mục công trình quan trọng, nhằm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023. Tuyến đường vành đai phía Tây 2 đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến giao với đường tránh Hải Vân Túy Loan có chiều dài trên 4.000 mét. Đây là đoạn địa chất yếu nên mất thời gian gần 9 tháng để xử lý kỹ thuật. Từ đầu năm 2023, nhân vật lực đã được huy động thi công, đến nay đã đạt 92% khối lượng. Hiện nay thì là chúng tôi cũng cam kết là sẽ huy động cái nhân lực, xe máy thiết bị và tài chính để mà thực hiện cái dự án này, đảm bảo cái tiến độ theo cái chỉ đạo của thành ủy cũng như ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ban quản lý dự án là đến 30 tháng 4 này thì là sẽ hoàn thành dự án để mà thông xe kỹ thuật đưa vào khai thác sử dụng. Còn tại dự án cảng Liên Chiểu, phần hạ tầng dùng chung cũng đang được liên danh nhà thầu triển khai đồng bộ nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Chúng tôi lập cái kế hoạch tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành tối thiểu là 25% giá trị hợp đồng, nó tương ứng khoảng 658 tỷ đồng. Trong đó các cái hạng mục chính cần phải đạt được gồm có là hoàn thành toàn bộ cái thay móng của cái nền đê, hoàn thành 70% khối lượng nạo vét móng đê và chúng tôi sẽ thi công khoảng 20% khối lượng đê, hoàn thành cái đê bao để chứa bùn và triển khai khoảng 80% cái đường giao thông kết nối ra cảng. Khẩn trương chỉ đạo cái việc sửa đổi bổ sung các cái quy định thuộc thẩm quyền của thành phố về công tác bồi thường khi thu hồi đất. Thì ở đây nó có hai nhóm, những cái quy định cũ mà nó không còn phù hợp với thực tiễn nữa mà nó lại thấp hơn cái quy định chung. Cái thứ hai nữa, có một số các cái quy định đã được Ban Thường vụ thông qua thống nhất về mặt chủ trương, ví dụ cái quy định về cái suất tái định cư tối thiểu. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo thông báo của Trung ương và thành phố là 9.845 tỷ đồng, trong đó 7.645 tỷ đồng được bố trí để đầu tư 353 công trình trên địa bàn thành phố. Để hoàn thành vốn giải ngân năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm.